Hoài Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình có lô cầm câu Nhật Bãi muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video. Giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931342766 gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cây cần đầu tiên. Cây cần đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một cây cần hai khúc nha các bạn. Cần lua máy ngang. Đây, một cây cần hai khúc cần lua máy ngang như thế này. Cây này thì nó sẽ là một cây cần lua máy ngang của hàng Đài Loan xuất Nhật nha. Đây, ở trong này nó sẽ ghi là Made in Đài Loan nữa các bạn. Cây này là cây Đài Loan xuất Nhật. Ở sau này thì nó sẽ có một con ốc như vậy. Con ốc này thì hơi hoen rỉ một xíu, nhưng không ảnh hưởng gì. Để mình điều chỉnh khi mà mình gắn bát vô đây nha. Mình gắn cái con máy vô đây, rồi xong mình điều chỉnh, mình vặn ốc chặt lại là được nha các bạn. Một cây cần lua máy ngang. Ở phía dưới thiết kế của nó sẽ như vậy nè. Đó. Cây này chất liệu của nó là sợi thủy tinh nha, chất liệu sợi thủy tinh. Cây này thì không in chiều dài và chiều dài mình đo được nó là 1m6 nha. Một cây hai khúc sợi thủy tinh, chiều dài là 1m6, đây là khoen của nó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khúc đọt nha. Đây nha các bạn, cây này thì có ngoại hình là màu xanh. Cần lua máy ngang hai khúc nha. Cái này là cần lua máy ngang hai khúc. Đây là phần đầu bu của nó nha. Đây là phần đầu bu của nó. Thì cái cây này độ cứng của nó sẽ là 15-20 nha. Độ cứng của cây cần này là 15-20. Cây cần lua máy ngang 2 khúc. Số 1 này nó sẽ có giá là 170k nha. Cây số 1 170k. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cây số 2 nha các bạn. Cây số 2 mình muốn giới thiệu với các bạn là một cây cần 2 khúc nha. Cần này thì là cần máy đứng 2 khúc như thế này. Cây này nó là cây White Star nha, ngôi sao trắng. Thì cây này nó có chiều dài là 1m8, hàng của nó là hàng China xuất Nhật nha. Ngoại hình thì khá là sáng đẹp. Chất liệu của nó thì sẽ là chất liệu carbon nha các bạn. Phần dưới tay cầm đi lên nè, một màu đen rất là đẹp luôn. Bát của nó thì như vậy. Bát là bát vặn nha, mình sẽ vặn lên vặn xuống điều chỉnh để mình gắn máy vào. Chất liệu là carbon nha, hàng China xuất Nhật. Thì cái màu của nó rất là đẹp luôn nè. Chỗ này nó có kiểu lấp lánh nha. Đây là màu tím. Rồi phối với màu trắng lấp lánh như thế này. Dài là 1m8 nha các bạn, bao gồm 2 khúc. Đây là phần khoen của nó nha, khoen của nó thì như vậy. Chất liệu của cây này sẽ là chất liệu carbon, hàng là hàng China xuất Nhật. Đây là cây khúc đọt của nó nha. Thì các bạn có thể nhìn nè. Khoen, đây là khoen của nó. Ngoại hình cây này thì mình thấy khá là sáng á. Ngoại hình khá là sáng đẹp luôn. Đây là phần đầu bu của nó nha. Đầu bu của cây cần. Và cái cần 2 khúc 1m8 này thì độ cứng của nó tầm 15-20 nha, độ cứng 15-20. Và cái cây số 2 1m8 này, chất liệu carbon hàng China xuất Nhật này nó sẽ có giá là 230k nha. Cây số 2 230k. Tiếp theo mình sẽ qua đến cây số 3 nha. Cây số 3 thì mình tiếp tục đến một cây 2 khúc máy đứng nữa nha các bạn. Cây này thì nó sẽ là một cây 1m8 2 khúc. Cây này nó sẽ có tải mồi là từ 3 đến 12 gram nha. Cây này thì cần bãi Nhật. Phần dưới tay cầm đi lên thì nó sẽ có cái mút xốp màu nâu như vậy. Bát của nó là bát vặn nha. Mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh nha các bạn. Bát như vậy rất là sáng luôn. Chất liệu của cây này là phíp nha. Cây này là sắt bia nè. 1m8 nè. Còn đây là bộ khoen của nó nha. Khoen của nó nè các bạn. Đó. Như vậy. Cây này thì cần bãi Nhật. 2 khúc 1m8. Chất liệu là phíp nha, chất liệu phíp. Bộ khoen thì như vậy nha các bạn, đó. 1m8 2 khúc. Đây là phần đầu bu của nó nha. Thì cây này thì nó sẽ có độ cứng là 15-20 nha, cây này có độ cứng 15-20. Và cái cây số 3 này nó sẽ có giá là 180k nha. Cây 2 khúc 1m8 hàng bãi Nhật có giá 180k. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến cây số 4. Cây số 4 mình muốn giới thiệu với các bạn tiếp tục là một cây 2 khúc nữa nha. Cây này thì mình không thấy nó in cái gì hết. Và cây này thì mình đo được chiều dài của nó là 1m8 nha các bạn. Cây này, cây số 4 này đo được chiều dài là 1m8. Thì phần dưới tay cầm đi lên của nó thì sẽ như vậy. Phần dưới tay cầm đi lên của nó có một màu đen đen. Bát của nó thì có một màu vàng nhạt như vậy nha. Một cái màu vàng rất là đẹp. Bát vặn luôn nha. Mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh tùy ý mình nha. Đó. Cây này thì nó sẽ có chiều dài là 1m8 nha các bạn. Chiều dài của nó là 1m8. Cây một cây cần bãi Nhật chiều dài 1m8. Đây là bộ khoen của nó nha.
Và chất liệu của cây này là chất liệu phíp luôn nha các bạn, chất liệu phíp luôn đó, nó như vậy. Đây là bộ khoen của nó nè, chất liệu phíp cần hai khúc, nó không in gì nha. Và cây này mình đo được thì nó là có chiều dài là 1m8 nha các bạn. Đây là phần đầu bu của nó, đây là phần đầu bu của cây cần nè. Và cây này thì nó sẽ có độ cứng là 15-20 luôn nha. Cây này có độ cứng là 15-20. Và cái cây hai khúc nha các bạn, cây hai khúc 1m8 này nha, chất liệu phíp hàng bãi Nhật này, nó sẽ có giá là 180k. Cây số 4 180k nha. Tiếp theo mình sẽ qua đến cây số 5. Cây số 5 mình muốn giới thiệu với các bạn là một cây cần hai khúc nha. Cây này là một cây hai khúc, nó sẽ in ở đây là, ở đây thì mình chỉ thấy nó in vậy, mà tiếng này là tiếng Nhật thì mình sẽ không có biết đọc nha các bạn. Thì cây này nó có chiều dài là 1m8 nha, một cây hai khúc 1m8. Chất liệu của nó thì là sẽ là chất liệu phíp hàng bãi Nhật nha. Phần dưới tay cầm thì như vậy nha các bạn, phần dưới tay cầm đi lên rất là sáng đẹp luôn nha. Như vậy mình cầm rất là chắc tay nè, nó có độ nhám lên sờ và mình cầm rất là chắc tay luôn. Bát của nó thì sẽ là bát Fuji gặp nha, bát khá là sáng như vậy. Ở sau thì nó sẽ ghi nè, bát nè, đó, FF nè các bạn, 18 nè. Bát nó sẽ là bát Fuji siêu gặp như vậy, ở trong là Fuji nè. Rồi mình kéo lên kéo xuống rồi mình điều chỉnh và mình gặp lại nha. Bát Fuji gặp, bát rất là sáng như vậy. Cây này có chiều dài là 1m8 nha, một cây bãi Nhật 1m8, ngoại hình thì còn khá là sáng nha. Đây là khoen của nó, đây là bộ khoen của nó nha mày. Đó, khoen của nó nè. Tiếp theo là đến khúc đọt nha. Khúc đọt thì nó sẽ như vậy. Chất liệu của cây này là phíp nha, lúc nãy mình có báo rồi, chất liệu của nó là phíp. Còn đây là khoen của nó. Cây này thì có chiều dài là 1m8, gồm có hai khúc như vậy nha. Bát thì sẽ là bát Fuji, khoen thì sẽ là khoen như vậy. Đây là phần đầu bu của nó nè các bạn. Và cây này thì, ui, mình thấy nó rất là cứng luôn á. Cây này độ cứng của nó tầm khoảng 60 nha bạn. Mình thấy nó rất là cứng á. Độ cứng của cây này thì khoảng 60. Và cái cây 1m8 nha các bạn, 1m8 hai khúc này, bát Fuji, có độ cứng 60 này, nó sẽ có giá là số 5 nha, 350k. Số 5 350k. Tiếp theo mình qua đến cây số 6 nha. Cây số 6 muốn giới thiệu với các bạn thì nó sẽ là một cây ba khúc nha. Một cây ba khúc. Thì cây này nó có chiều dài, nó là một cây canto nha, một cây canto như vậy nè. Ở sau thì có tem. Và cái tem này thì nó sẽ ghi là made in Japan nha các bạn. Đây, made in Japan nè các bạn. Tem này nè, đây nha các bạn, made in Japan này nha. Thì cái cây này mình đo được, ở đây nó bị tróc mất cái phần chỗ thông số này các bạn, nó dán cái tem giấy tiếng Nhật nhưng mà nó bị tróc. Thì mình đo được thì nó sẽ ở đây này các bạn, có thể thấy là 2m4 này các bạn, nhân cho ba khúc này nha, 2m4. Thì đây là 2m4. Cây này mình đo được nó cũng là 2m4 mà giờ mình mới để ý, mình tróc thông số không để ý, giờ mới để ý nè. Chỗ này là 2m4 nhân ba khúc. Phần dưới tay cầm này thì nó là bằng gỗ nha các bạn, bằng gỗ luôn á, cầm khá là chắc tay luôn. Bát của nó thì sẽ bát vầy nha, bát vặn nha. Bát thì khá là sáng nè, các bạn có thể thấy nè, bát sáng như vậy. Made in Japan, cây này 2m4 nha. Và cây này sẽ gồm 3 khúc nha các bạn. Ngoại hình thì khá là sáng đẹp rồi. Chất liệu của cây này sẽ là chất liệu phíp nha, chất liệu phíp. Bạn sẽ thấy nè, đó, bộ khoen nè, khoen thì như vậy nha. Và khoen của nó thì mình thấy khoen này khá là sáng nè. Đi lên nữa. Rồi đây là khúc thứ hai nha. Và đây là sẽ là đến khúc đọt. Như vậy nha. Cây 2m4 3 khúc này khoen khá là sáng nha. Đó, đầu bu nha bạn. Đây là phần đầu bu của nó. Và cây này thì made in Japan nha. Độ cứng thì tầm 15-20. Độ cứng 15-20. Cây 3 khúc 2m4 made in Japan này, nó sẽ 2m4 là made in Japan. Made in Japan thì in ở sau này. Nó sẽ có giá là 380 nha. Cây số 6 380, 3 khúc 2m4. Tiếp theo thì đến cây số 7 nha các bạn. Cây số 7 thì mình sẽ đến với một cây là 2 khúc. Cây này nó của thương hiệu là Shimano nha. Cây này là thương hiệu Shimano. Thì ở đây nó ghi là Boros nha. Thì ở đây là tiếng Nhật thì mình không có biết. Thì ở đây số 6
Nghĩa là cây này nó sẽ có chiều dài là 1m8 nha, 63 là 18. Cây này chiều dài là 1m8 hai khúc, ở sau có tem Shimano như thế này nữa. Hàng bãi Nhật nha các bạn. Phần dưới tay cầm thì khúc này mình cảm nhận nó là bằng gỗ nha. Đó, gỗ như vậy nè. Khá là sáng luôn, cầm thì khá là chắc tay. Bát của nó sẽ là bát Fuji Seal như vậy, bát Fuji gập nha. Mình vặn lên vặn xuống mình gập điều chỉnh tùy ý mình. Bát khá là sáng, ở sau này các bạn có thể thấy nè, đầy đủ luôn. Sáng đẹp như vậy. Đường chỉ quấn nè, cũng rất là đẹp nha. Ở sau thì có chữ Shimano. Ngoại hình thì chắc chắn cũng sẽ có trầy xước lắm tắm nha các bạn. Tại vì hàng này hàng bãi về á. Shimano nè, 1m8 nè. Một cây này là cây hai khúc. Khoen của nó thì sẽ là khoen Fuji nha. Và Fuji thì nó sẽ in ở đây nè. Fuji nó sẽ in ở đây nha các bạn. Đó, cái chỗ này nè, Fuji nó sẽ in ở đây. Bộ khoen của nó là khoen Fuji nha các bạn. Và bát của nó cũng sẽ là bát Fuji luôn. Thì tiếp theo thì mình sẽ đến với cái phần khúc đọt của nó. Chất liệu của cây này là chất liệu Fib nha. Lúc nãy mình quên báo chất liệu của nó là Fib. Và bộ khoen của nó thì khoen Fuji. Fuji nó sẽ in ở đây. Bộ khoen rất là đẹp luôn, khoen Fuji nè. Đọt thì có đọt màu cam như vậy nha các bạn. Đọt màu cam, lên phần đọt màu cam rất là đẹp. Khoen Fuji, bát Fuji. Đó, đầu bu nó nha. Cái này cũng khá là cứng các bạn. Độ cứng của nó chắc tầm khoảng 30-40 nha. Độ cứng đây này 30-40. Và cái cây hai khúc hàng Shimano có chiều dài 1m8 nha. Khoen bát Fuji chất liệu Fib này nó sẽ có giá là 380k. Cây số 7 380k nha. Tiếp theo mình sẽ qua đến cây số 8. Cây số 8 thì khá là đặc biệt. Cây này ba khúc nhưng mà có tới hai cái đọt, hai đọt phía trên nha. Thì cây này nó sẽ có chiều dài, cái thương hiệu của nó là thương hiệu Daiwa này các bạn. Cây này là một cây của Daiwa nha, Sunrito nè. Cây này có chiều dài là 2m1. Phần dưới tay cầm đi lên của nó thì sẽ thiết kế như vậy nha. Cây này cầm thì chỗ này mình cầm khá là nhẹ luôn. Bát của nó là bát Fuji nha, FS6 nè. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái chữ Fuji nó như vậy, Fuji FS6 nha. Bát gập mình kéo lên kéo xuống rồi mình gập lại nha. 2m1 gồm có 3 khúc nha các bạn. Đó, chất liệu của cây này thì sẽ là chất liệu Fib nha. Mình đến cái khúc giữa của nó, chất liệu Fib như vậy. Cây này thì khá là nhẹ nha, mình cầm khá là nhẹ luôn. Đây là khoen của nó, khoen của nó thì sẽ như vậy. Đây là bộ khoen nha. Tiếp theo thì mình sẽ đến cái khúc đọt. Khúc đọt của nó nha các bạn. Chất liệu của cây này thì chất liệu Fib. Khúc đọt của nó thì sẽ như vậy nè các bạn. Một khoen nè, hai khoen. Còn đây là cái khúc đọt mà mình có thể thay thế được nha. Khúc đọt này á, thì các bạn thấy là cái đọt này là màu trắng nha. Để mình test luôn cái độ cứng của cây này thử. Cây này thì độ cứng của nó tầm 20-30 nha bạn. Cây này độ cứng 20-30 là cái đọt này. Rồi tiếp theo mình sẽ qua đến cái đọt màu đỏ để cho các bạn xem nha. Cái đọt màu đỏ thì độ cứng của nó sẽ là 30 nha các bạn. Đọt màu đỏ thì độ cứng nó là 30. Còn cái đọt màu trắng này nè, thì khi mà mình test độ cứng thì độ cứng của nó thì tầm khoảng 20-30 đó nha. Mình thấy nó cũng cứng. Đọt này, phần đọt cái khúc này như sợi thủy tinh nè các bạn. Tiếp theo là mình sẽ test cái đọt màu đỏ cho các bạn xem. Thì cái đọt màu đỏ nó có in độ cứng cho mình luôn, là độ cứng của cái đọt màu đỏ sẽ là 30 nha. Đọt màu đỏ độ cứng 30. Đó, 30 nè các bạn. Còn cái đọt màu trắng thì độ cứng nó mềm hơn nha, tầm khoảng 20-30. Và cái cây 3 khúc 2 đọt này, hàng Daiwa nha các bạn, dài 2m1 này nó sẽ có giá là 400k nha. Cây số 8 400k, chất liệu là Fib nha. Gồm có 3 khúc 2 đọt. Tiếp theo thì mình sẽ tới cây số 9. Cây số 9 này thì khá là một cây đặc biệt dành cho người dùng hệ máy đĩa nha. Cái này chỉ có máy đĩa mới xài được thôi nha các bạn. Cây này nó sẽ là một cây bát bót nè, cáp 86 nè. 8.6 này thì nó sẽ có cái chiều dài của cần á là 2m58 nha các bạn. 86 nhân cho 3 thì nó sẽ ra là 2m58. Cây này hàng đẹp lắm luôn á các bạn. Mình nghĩ là cái này nó hơi kén khách, tại vì chỉ có khách dùng máy đĩa thì sẽ mua thôi. Nhưng mà thật sự nó đẹp thật, nó đẹp thật luôn ấy. Nếu mà mình dùng máy đĩa thì mình sẽ mua cái cây này liền. Rồi cái bao của nó thì còn nguyên thì mình sẽ để nguyên như vậy luôn ha. Đó, nó phải nói là nó rất mới luôn các bạn. Cái này thì mình không biết là sử dụng qua hay chưa thì mình không biết nha, nhưng mà nó rất là mới.
Thì các bạn có thể thấy thay vì bình thường là tay cầm ở đây rồi có cái bát ở đây đúng không? Thì cái này cái bát nó sẽ ở phía dưới nè các bạn. Cái bát mà các bạn có thể thấy đến cái độ mà nó đẹp đến như vậy luôn, nó mới kích luôn á. Đó. Bên trong này như vậy nha, đó. Thì mình sẽ gắn cái con máy đĩa của mình vào như vậy. Bát của nó thì vặn lên vặn xuống rất là đẹp luôn. Cây này nó nói chung là nó mới luôn. Mới tới 95% luôn á, có khi là hơn luôn nha. Còn chỗ này thì nó sẽ là xốp nè, mình rồi mình cảm nhận chất liệu này là xốp mà cái màu dạ gỗ á các bạn. Đó, nó làm kiểu rằn rằn như thật luôn à, giống như gỗ mà kiểu có những cái vết rằn luôn á, đẹp như vậy. Cây này đẹp lắm. Chất liệu của nó là carbon nha, còn phần dưới tay cầm chỗ này thì người ta làm mình không biết sao mà làm được cái vân dạ gỗ như vậy luôn nè các bạn. Các bạn có thể thấy cái vân của nó là vân dạ gỗ nè. Giống như mấy cái nền gạch trong nhà đó, nó hay kiểu cái vân như vậy. Và cái cây nó đẹp đến cỡ này, 2m58 và gồm 3 khúc nha. Các bạn có thể thấy nó đẹp. Cái chất liệu carbon của nó một cái màu xanh nè. Cái màu xanh này nó đẹp ghê luôn á. Đó, màu xanh cảm giác như ngọc quá nhỉ. Và đương nhiên không thể thiếu thì bộ khoen nó sẽ là khoen Fuji rồi nha. Tại mấy cây phần xịn thì nó sẽ như vậy rồi. Fuji thì nó sẽ in ở đây nè. Fuji nó sẽ in ở đây nha các bạn. Đó, Fuji nó in chỗ này. Cái cây cần này ở dưới đèn cảm giác nó như một viên ngọc vậy nha. Nó rất là đẹp luôn. Cần này thì cần bảng Nhật nha, dành cho người chơi hệ máy đĩa. Mình cũng báo rất là kỹ rồi nha. Cái này á, tại vì cái bát của nó thiết kế như vậy chỉ có thể dành cho máy đĩa thôi nha các bạn. Nên cây này mình phải báo kỹ 3 lần 4 lần rồi đó. Nhưng mà nó đẹp lắm. Rồi, bắt đầu đi lên khúc thứ hai của nó nè các bạn. Một cái màu xanh như ngọc nha. Chất liệu của cây này thì mình có báo rồi, chất liệu của nó sẽ là carbon nha các bạn. Carbon nhưng mà cái màu xanh nó đẹp như ngọc vậy nè. Đây là khoen của nó nha. Mà cái này thì khá là kén khách rồi, dành cho những anh nào hoặc là những anh, những chú dùng máy đĩa nha. Đó, Linh Gui nè, đẹp ghê luôn á. Cái này thật sự bị mê, mờ em mê. Rồi, tiếp theo thì nó sẽ là cái khúc đọt. Đi lên một cái màu màu xanh đẹp. Và cần này thì nó rất là mới nha, về độ mới của nó tầm khoảng 95 hoặc hơn luôn nha. Nói chung là đảm bảo thấy cái độ mới của nó nhìn mê vậy luôn. Đây là cái phần đọt của nó. Phần đọt nè. Và cái này để test thử độ cứng này. Độ cứng thì nó cũng tầm khoảng 15 đến 20 thôi. Đọt khá là dịu luôn. Và cái cây đẹp ơi là đẹp này, nó sẽ có giá là cái cây 3 khúc dành cho người chơi hệ máy đĩa này nó sẽ có giá là 650 nha, cây số 9 650. Thì cây này chất liệu của nó là carbon rồi nha. Một cây rất là đẹp, rất đáng để sưu tầm luôn. 650 nha mọi người. Tiếp theo thì đến là cây số 10, một cây cần rút. Thì cây cần rút này nó sẽ là một cây 1m65 nha. Bát bát 1m65DX. Cái này là của Jabi nha, Jabi. Thì phần dưới tay cầm đi lên của nó là sẽ như vậy, có một cái màu đỏ như vậy. Màu đỏ sẫm sẫm. Bát của nó là bát vặn nha, mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh tùy ý mình. Độ gọn của cây này là 1m65 nha, 1m65 và độ gọn của nó là 43 cm nha. Rất gọn luôn, hai gang tay thôi 43 cm. Màu đỏ sẫm, chất liệu của cây này là carbon nha. Đây là phần phía trước của nó nè. Ở sau nè, đó. Bộ khoen thì như vậy. Bộ khoen thì nó cũng sẽ có hoen rỉ nha mọi người, tại vì theo năm tháng này cần bãi á, nó cũng sẽ có hoen rỉ. Chất liệu của cây này là carbon nha, cầm rất là chắc tay luôn nè, 1m65 nè. Chất liệu carbon hàng bãi Nhật nha mọi người. Màu đỏ sẫm. Tiếp theo. Và phần đọt của nó thì sẽ là đọt màu trắng nha, đọt màu trắng như vậy. Cây này cầm khá là chắc tay luôn. Đây là phần đầu bu của nó. Thì độ cứng cái này là 15-20 nha, độ cứng 15-20. Cái cây cần rút mini 1m65, chất liệu carbon, hàng bãi Nhật thu gọn 43 cm sẽ có giá là 200k, cây số 10 200k một cây như vậy nha. Tiếp theo là đến cây 11. Cây 11 mình muốn giới thiệu với các bạn thì nó sẽ là một cây rút mini. Cây này thì khá là đặc biệt. Cây này khá là dài nha, cây này nó sẽ là một cây 2m1 nha mọi người, một cây 2m1 mini sled nha. Thì cây này mình thấy cái tên nó tróc nhưng mà mình vẫn có thể đọc ra được luôn á. Đây, made in nè. Korea nha, chữ Korea nè. Cây này là một cây của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Một cây Hàn Quốc xuất Nhật rồi nó lại về Việt Nam nè. Korea, made in Korea, nó còn cái tem giấy như vậy luôn. Thì cây này là 2m1 nha. Phần dưới tay cầm đi lên á thì nó sẽ như vậy. Bát của nó thì sẽ là bát Fuji. Bát của nó sẽ là bát Fuji FBS nha.
Fuji nè. Bát vặn như vậy, mình vặn lên vặn xuống nha, điều chỉnh được tùy ý mình. Bát Fuji. Cây này thì bộ khoen của nó là khoen như vậy. Đó, bộ khoen của nó. Bộ khoen như vậy nha mọi người. Bộ khoen. Và cây này thì bên trong của nó mình thấy nó cũng sẽ có trầy xước theo năm tháng nha. Kiểu tróc sơn trầy xước theo năm tháng nhưng không ảnh hưởng gì tới cần nha. Tại vì cần bãi về cũng đã qua sử dụng á, nên nó sẽ có những cái dấu hiệu thời gian như là tróc sơn hoặc là bị trầy. Thì cây này có sao thì mình sẽ báo vậy. Còn cây nào mà nó mới, nó sáng, nó đẹp thì mình sẽ báo là nó sáng, nó đẹp nha. Bộ khoen cũng rất là đẹp luôn á. Nhưng mà ở bên trong thì đúng là nó cũng sẽ có tróc sơn, có trầy xước nè. Màu đỏ nha. Chất liệu của cây này sẽ là phíp nha. Một cây hàng Korea, chất liệu phíp. Rồi bãi nhập về lại Việt Nam nè. Đọt của nó sẽ là đọt màu trắng như vậy. Đọt là đọt màu trắng. Cùng có cái khoen rồi đến đầu bu nha. Cái này thì độ cứng của nó tầm 15-20 thôi. Độ cứng 15-20. Và cái cây Hàn Quốc 2m1 xuất Nhật này, độ cứng 15-20 này nha. Bát Fuji. Chất liệu phíp này nó sẽ có giá là 250k nha. Cây 11-250k về độ gọn thì chỉ có 46 thôi nha. Cây 11-250k gọn 46. Tiếp theo thì mình sẽ qua đến cây 12 nha mọi người. Cây 12 á, thì sẽ là một cây rút mini như thế này. Một cây rút mini. Thì cây này nó sẽ là một cây của hãng là Vertex nè, Bosta nha. Cây này sẽ có chiều dài là 1m8 và cái độ cứng của nó sẽ là 30 nha. 1m8 độ cứng 30. Cái cây này thì cái lóng của nó khá nhỏ này. Cái lóng của nó khá nhỏ luôn, nhỏ hơn cái ngón tay của mình luôn. Mọi người có thể thấy là nó rất là gọn nha. Chất liệu của cây này thì sẽ là chất liệu carbon. Một cây hàng bãi Nhật chất liệu carbon nha. Chỗ này thì nó cũng sẽ bám bẩn theo thời gian. Nó có một cái màu xám như vậy. Bát của nó là bát Fuji DFS nha. Đó, bát Fuji như vậy. Bát Fuji vặn nha, vặn lên vặn xuống điều chỉnh tùy mình. Thì bộ khoen của nó, khoen của nó thì mọi người có thể thấy nè. Bộ khoen của nó thì như vậy nha. Gồm 4 khoen. Và bộ này là bộ khoen Fuji nha. Cái đầu bu nó sẽ in luôn. Cái này thì nó sẽ không in trong những cái khoen này. Nó sẽ in ở phần đầu bu nha. Và đầu bu của nó thì cái khúc này nè. Tại vì điện thoại mình nó sẽ không có zoom được á mọi người. Nó sẽ in ở đây là cái chữ Fuji nè. Đó. Ở dưới đèn mọi người có thể thấy ở đây là Fuji. Full bộ khoen này là khoen Fuji nha. Như vậy. Bát cũng là bát Fuji luôn. Về ngoại hình thì cây này nó sẽ có trầy xước nha. Đó, mình cũng quay kỹ cho mọi người luôn là nó có trầy xước nha. Bên trong thì nó như vậy. Nó là một cây 1m8. Độ cứng của nó sẽ là 30 Vertex nè. Khoen bát của nó là Fuji. Chất liệu thì sẽ là hàng carbon nha. Ngoại hình thì có trầy xước nha. Ngoại hình có trầy xước theo 5 tháng. Điều quan trọng là mình nhấn rất là mạnh luôn á. Đó, thì vậy. Phần đọt của nó thì sẽ có một cái khoen như vậy nữa. Tổng là đây một khoen, hai khoen và phần đọt có khoen nữa nha. Rồi đến phần đầu bu. Thì đó, đầu bu của nó là như vậy. Độ cứng cây này thì đó, mọi người có thể cảm nhận độ cứng 30 là như vậy nha. Cây 1m8, khoen bát Fuji, có trầy xước. Hàng bãi Nhật carbon này nó sẽ có giá là 270k nha. Cây 12 270k. Và cây này có độ gọn là 59cm nha mọi người. Cây 12 270 gọn 59. Tiếp theo mình qua đến cây 13. Cây 13 là cái cây chỉ có một cây duy nhất nha. Ai chốt được thì chốt nha. Tại vì cây này là hàng carbon. Lâu lâu có một cây hàng carbon nha mọi người. Cây này là một cây 2m1. Cần rút. Không phải cần rút. Cây này là cần tay. Siêu gọn. Phải gọi là cái dùng từ siêu gọn luôn. Bỏ cốp xe được nha. Thì phần dưới tay cầm đi lên nó sẽ như vậy. Đó, chỗ này thì người ta quấn chỉ để mình cầm chắc tay hơn. Ở trên này thiết kế giống như giả trúc. Giả trúc thôi nhưng không phải là trúc. Và chất liệu của cây này là chất liệu carbon nha. Hàng carbon này mọi người. Hàng carbon, cần tay siêu gọn, 2m1 và độ gọn của nó chỉ có 40cm, là tính ra là 2 gang tay thôi á. Đó. Cây này là 2 gang tay thôi. Hàng giả trúc rất là đẹp luôn. Chất liệu carbon nha, siêu gọn, bỏ cúp xe được. Từng lóng nó thiết kế cũng giống trúc nha. Và cây này về cái ngoại hình của nó thì nó rất là mới á. Cây này nó rất là mới luôn. Ngoại hình rất là sáng đẹp. Còn bên trong của nó thì như vậy, màu đen nè. Đây là phần đọt của nó nha, phần đọt. Cây này khá là thu gọn luôn, chỉ gọn có 40cm thôi. Đây phần đọt của nó.
Đọt thì khá là dẻo nha, đọt này rất là dẻo luôn. Cây này mà bỏ cốt xe là y bài. Rồi và cái cây cần tay siêu gọn 40 cm hàng carbon, dài 2m1 này. Lâu lâu có cây, có giá là 450k nha. Cây 13 450k, gọn 40 cm hàng carbon. Tiếp theo là đến cây 14 15. 14 á thì nó sẽ là một cây cần tay của Daiwa. Cây này là cây của Daiwa và cây này sẽ có chiều dài là 3m. Hàng của nó sẽ là hàng Hàn Quốc xuất Nhật nha, Made in Korea, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Phần dưới tay cầm đi lên thì người ta đã quấn chỉ cầm rất là chắc tay như vậy. Và cây này á, chất liệu của nó là fib, độ gọn là 85 cm. Thì nó cũng sẽ kiểu dạng gỗ như vậy, rất là đẹp. Về ngoại hình thì cây này rất là sáng đẹp luôn nha. Chất liệu của nó thì là fib. Cây này rất là sáng đẹp. Đây, bên trong của nó nè, ngoại hình sáng đẹp. Nói chung là nhìn còn khá là mới á mọi người. Rồi vô bên trong nữa nha. Và bên trong thì nó là màu đen. Đây là phần đọt của nó nha, phần đọt của nó nè. Cái này thì dài là 3m, hàng của Daiwa, Hàn Quốc xuất Nhật. Đây phần đọt của nó. Đây cái này như vậy. Rồi và cái cây Daiwa dài 3m, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật này, cần tay này, nó sẽ có giá là 250k, cây 14 250k, gọn 85 nha, chất liệu là fib. Tiếp theo đến cây 15 thì hai cây này nó gần như là một cặp luôn, thì nó sẽ có logo của Daiwa, hàng cần tay của Daiwa nha. Thì cây này có ghi số 10 thì tương đương là chiều dài là 3m, hàng thì vẫn là hàng của Hàn Quốc xuất Nhật, cần thì khá là mới đẹp nha. Đó, nhưng mà cần này mới đẹp nghĩa là nó đã qua sử dụng nhưng mà nó còn mới đẹp nha mọi người, chứ không phải là cần mới nha. Phần dưới tay cầm thì đã được quấn chỉ rất là chắc rồi. Cây này thì gọn là 85, nó cũng giống như cây kia. Dài là 3m, ở trong thì còn khá là sáng đẹp luôn. Đó, bên trong thì như vậy nè. Cần nào sáng đẹp thì mình sẽ báo sáng đẹp, có như thế nào thì mình sẽ báo như vậy luôn. Đó, bên trong lóng của nó. Đây là phần đọt nha. Phần đọt nè. Đó, đọt. Cái này thì như vậy. Cái độ dẻo của cái đọt nè. Và cái cây cần tay Daiwa dài 3m này, hàng Hàn Quốc xuất Nhật này, sẽ có giá là 250k, cây 15 250k, gọn 85. Tiếp theo thì đến cây 16. Cây này khá là rẻ luôn á. Cây 16 thì nó sẽ là một cây cần tay của Olympic. Cây này có chiều dài là 3m9, hàng thì vẫn là hàng Hàn Quốc xuất Nhật nha, Made in Korea. Phần dưới tay cầm đi lên á thì đã quấn chỉ để mình sử dụng, cầm chắc tay hơn và nó cũng sẽ bám bẩn theo thời gian nha. Ở đây thì nó có in là tem Made in Korea này, hàng Korea xuất Nhật, Olympic 3m9. Chất liệu sẽ là fib nha, gọn là 92 cm. Ngoại hình thì cũng sẽ có trầy xước theo năm tháng nha mọi người. Đó, ngoại hình thì cũng sẽ có trầy xước theo năm tháng. Đây là từng lóng bên trong. Cây nào có trầy xước thì mình sẽ báo là có trầy xước nha. Cây này thì ngoại hình nó cũng sẽ có trầy xước theo năm tháng, hàng Olympic Korea xuất Nhật bên trong nè. Đó, bên trong nó sẽ như vậy, màu đen đen như vậy luôn. Đến đây là phần đọt nha, phần đọt của nó nè. Cây này thì nó có kiểu trầy xước theo năm tháng, đây là phần đọt, cái độ dẻo của đọt nè. Đó, độ dẻo của đọt như vậy. Và cái cây cần Olympic 39 hàng Hàn Quốc xuất Nhật này, cần tay này nó sẽ có giá là 150k, cây 16 150k, gọn 92 cm. Tiếp theo đến là cây 17. Cây 17, à mình quên báo luôn nha, cái cây này chất liệu, cây 16 này chất liệu của nó là fib nha. Tiếp theo đến cây 17 thì chất liệu của nó cũng sẽ là fib luôn. Cây này thì có chiều dài là 3m6 nè. Chất liệu fib, hàng bãi Nhật nha, phần dưới tay cầm đi lên còn khá là sáng như vậy. Đó, cây này thì khá là gọn thôi, gọn 59 cm nha, cây này gọn 59 cm, 3m6 như vậy, hàng bãi Nhật. Bên trong ngoại hình còn khá là sáng, bên trong ngoại hình sáng như vậy. Đó, màu xanh vàng phối với nhau, ngoại hình khá sáng luôn. Cần này chất liệu của nó là fib, hàng bãi Nhật, 3m6, từng lóng. Cây này thì sáng thì mình báo sáng nha, từng lóng nó ra rất là đẹp luôn nè. Đó, từng lóng nó ra rất là đẹp, phối giữa màu vàng màu xanh nha. Lúc mà mình rút hết cây cần ra thì nó sẽ rất là đẹp luôn, màu rất là sáng nữa.
Đây là bên trong đó, màu đen. Từng lóng của nó. Đây là phần đọt nhé. Phần đọt của nó thì sẽ như vậy. Phần đọt của nó nè. Đây nha mọi người, phần đọt. Đó, phần đọt của nó thì sẽ như vậy. Và đây là độ dẻo của đọt nha. Đó, độ dẻo của đọt như vậy. Rồi, và cái cây 3m6 hàng 7 Nhật này, cần tay này nó sẽ có giá là 230k nha. Cây số 17 230k, gọn là 59cm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.